Là cũng vô quay diện chi vậy? Vui hả? Có quay cho anh Khánh, anh đăng lên YouTube chơi. Ủa? Ủa nãy giờ tiếng của tôi nói không nó đăng lên thì chết bà, không tiếng của tôi nói không luôn á. Mẹ ơi. Nào mà bà nói nhai không biết. Mở kinh hả? Dạ. Mở kinh thánh gì? Thánh nó phải chịu khó nó đi quay nữa con ơi. Ai vậy? Con nhậu của chui 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 cho người ta ghé mắt này, con trai nhậu cái gì đó. Chị ơi, chị không là tập trung chị ơi, không phải là dùm em tới nha. Dạ. Hãy đứng với chị hết không ơi. Nha. Bắt hàm bốn mẫu không? Cái gì vậy? Bắt hàm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị. Bỏ vô cho nó chắc. Không mịt. Một bịch này chắc dùng khoảng hai người chắc phải được hai ba bữa hả? Ba bữa. Thank you.
sao con? Cái đám này mình nhớ là đi làm thuốc thật.